Thưa anh chị em, hôm nay là Chủ nhật cuối cùng của năm phục vụ. Chủ nhật tuần sau sẽ là Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng và chúng ta bước vào năm phục vụ mới. Và Hội Thánh dành Chủ nhật cuối cùng của một năm phục vụ để tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là vua. Ở Việt Nam chúng ta thời xưa cũng như ở Do Thái, theo chế độ quân chủ thì vua là tước hiệu dành cho người ở vị trí cao nhất và nắm quyền lực lớn nhất trong một đất nước. Thế nhưng về mặt đạo đức thì không hẳn ông vua đã là người gương mẫu. Tôi không nói đâu xa, anh chị em cứ đọc lại Kinh Thánh. Kinh Thánh kể chuyện nhiều vị vua lắm. Và trong đó có lẽ ông vua được coi là lý tưởng nhất, đến nỗi người ta gọi là Thánh Vương David. Thánh Vương cơ mà. Thế trong thực tế thì ông vua David làm sao? Dĩ nhiên là ông ấy có nhiều điều tốt lành. Thế nhưng mà đồng thời cuộc đời ông ấy đâu có phải thiếu gì tội lỗi, mà là những tội lớn à. Tôi nghĩ có lẽ là tội nặng hơn những tội anh chị em có thể phạm. Cụ thể là ông ấy là vua, vậy mà vì ham mê sắc dục ông ấy đi cướp vợ của người ta. Rồi để che giấu tội của mình, giết luôn ông chồng. Ông ấy cướp vợ của người ta, mà người ta là ai? Người ta là một viên tướng đang hết lòng phục vụ đất nước ngoài mặt trận để gìn giữ sự bình an cho quê hương. Thánh Vương đang viết đấy. Còn bao nhiêu vị vua khác thì đủ thứ tội. Và vào thời của Chúa Giêsu thì sao? Anh chị em nghe nói đến Herodes đại đế. Hải nhi Giêsu vừa mới sinh ra mà ông ấy xua quân đến vùng Bethlehem, ông giết bao nhiêu trẻ thơ từ 2 tuổi trở xuống. Rồi đến con của ông là Herodes Antipas, là thời Chúa Giêsu đi giảng đạo công khai, thì cũng ham mê sắc dục, cướp vợ của anh mình. Rồi Thánh Gioan Tẩy Giả lên tiếng can ngăn, nhốt tù, cuối cùng chém đầu luôn. Thế bây giờ khi anh chị em nghe nói Chúa Giêsu Kitô là vua, mà anh chị em giữ ở trong đầu cái hình ảnh những ông vua như thế đó, thì nguy hiểm quá. Cho nên tôi nghĩ là khi chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là vua thì đồng thời mình phải nghe lại lời Chúa, mà cụ thể qua các bài Kinh Thánh ngày hôm nay, để xem là Kinh Thánh diễn tả về Chúa Kitô là vua như thế nào. Dựa vào các bài Kinh Thánh anh chị em mới nghe, tôi xin gợi ý 3 điều đơn giản dễ nhớ. Thứ nhất đó, Chúa Kitô là vua của toàn thể vũ trụ. Anh chị em nghe Chúa Giêsu kể dụ ngôn về ngày phán xét chúng, và ngày bắt đầu dụ ngôn đó như thế này này: khi con người ngự đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người, và các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người. Anh chị em để ý cái câu này: người ngự đến trong vinh quang của người. Đây là một từ trong Kinh Thánh nói về Thiên Chúa. Tất cả các thiên sứ theo hầu. Thiên sứ chứ không phải chỉ là nhân vật này, nhân vật kia, ông bộ trưởng này, ông thủ tướng nọ theo hầu. Thiên sứ theo hầu.
Người ngự trên ngai vinh hiển của người, và các dân thiên hạ sẽ tập hợp trước nhan người. Các dân chứ không phải chỉ có một dân. Tất cả những chi tiết đó muốn nói với chúng ta về Chúa Giêsu Kitô là vua, vua toàn thể vũ trụ, chứ không phải là ông vua của một đất nước, cho dù đất nước đó là một cường quốc hùng mạnh đến đâu đi nữa. Và vương quyền của Chúa là vương quyền vĩnh cửu, chứ không phải chỉ làm vua một nhiệm kỳ 4 năm hay là 2 nhiệm kỳ 8 năm, hay là làm vua cho đến lúc chết rồi thôi. Nhưng mà vương quyền của Chúa Kitô vua là vĩnh cửu và bao gồm toàn thể vũ trụ. Thành thử ra khi chúng ta nói cái danh hiệu Chúa Kitô là vua, mình phải hiểu cho đến nơi đến chốn như thế. Cái điểm thứ hai, Chúa Kitô là vua, nhưng vị vua đó đồng thời là mục tử giàu lòng thương xót. Ở trong bài đọc thứ nhất, Chúa nói qua miệng tiên tri Isaiah thế này nè: chính ta sẽ chăn dắt chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Con nào đi lạc, ta sẽ tìm, ta sẽ đưa về. Con nào bị thương, ta sẽ băng bó. Con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho mạnh. Con nào béo mập, khỏe mạnh, ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Một mục tử giàu lòng thương xót, quan tâm đến đoàn chiên của mình, đến từng con chiên ở trong đàn. Con nó đi lạc thì làm sao, nó bệnh tật thì thế nào, nó khỏe mạnh thì chăm sóc ra sao. Rồi tiếp đó, ở trong dụ ngôn về ngày phán xét chung, anh chị em thấy Chúa Giêsu nói sao về Chúa Kitô là vua? Vị vua đó sẽ phán với người ta thế này: mỗi khi các ngươi làm điều tốt cho một người bé mọn nhất của ta đây, là làm cho chính ta. Nghĩa là Ngài tự đồng hóa, Ngài là vua nhưng mà Ngài tự đồng hóa chính mình với những người nghèo khổ nhất, những người đáng thương nhất, những người phải chịu thiệt thòi nhất. Thành thử ra đừng chỉ nghĩ đến Chúa Kitô là vua theo cái nghĩa trần thế, ở đỉnh cao quyền lực giàu sang, xa cách người dân. Mà trái lại, Chúa Kitô vua là mục tử giàu lòng thương xót. Và điều thứ ba tôi muốn gợi ý về chị em, Chúa Kitô vua cũng là thẩm phán chí công. Không có một đất nước nào ở trên thế giới này mà lại không có một hệ thống pháp lý và không có tòa án. Để làm gì? Để xét xử cho công bằng, để không ai bị thiệt thòi. Nhưng tôi xin hỏi anh chị em, các tòa án ở trên thế giới có thực sự bảo đảm được sự công bằng cho từng người dân không? Dù có cố gắng đến mấy đi nữa cũng không thể bảo đảm được. Luôn luôn có sự bất công trong mọi xã hội, trong mọi quốc gia, chứ không riêng đất nước nào. Chỉ có Chúa Giêsu là vua toàn thể vũ trụ mới là vị thẩm phán chí công. Và vào ngày sau hết, Ngài sẽ trả lại cho từng người chúng ta xứng đáng với những gì mà mình đã sống và đã làm. Lúc đó Ngài sẽ nói với những người đạo đức tốt lành thực sự cái câu đầy an ủi như thế này: hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc mà cha đã dọn cho các ngươi từ thuở đời đời.
Và đối với những người mà độc ác thì sẽ phải nhận phần thưởng xứng đáng với hành động của họ thôi. Cho nên Chúa Kitô vua vừa là mục tử giàu lòng thương xót, nhưng đồng thời Ngài cũng là thẩm phán chí công. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta đây tin vào Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu, mình phải sống thế nào? Vào ngày sau hết, Chúa sẽ dựa vào đâu để xét xử anh chị em và tôi? Cái câu trả lời rất rõ ở trong dụ ngôn ngày phán xét chung. Và Thánh Gioan Thánh Giá tóm tắt bằng một câu nổi tiếng để anh chị em dễ nhớ. Ngài nói thế này: khi kết thúc cuộc đời, Chúa sẽ xét xử chúng ta về tình yêu. Vậy thôi, Chúa xét xử chúng ta về tình yêu. Và tình yêu này không phải là một thứ tình yêu trừu tượng, mà là một thứ tình yêu cụ thể. Ta đói, các ngươi cho ăn. Ta khát, các ngươi cho uống. Ta rách rưới, các ngươi cho áo mặc. Một tình yêu cụ thể qua những việc mà anh chị em vẫn đọc trước khi dâng thánh lễ Chúa Nhật đó. Thương xác bảy mối, thương linh hồn bảy mối. Rất là cụ thể. Thế thì cái cách tốt nhất là chúng ta ý thức rồi xin Chúa giúp cho mình để có thể sống với tình yêu thương đó, một tình yêu cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, ở gia đình, với bà con lối xóm, với mọi người mà chúng ta gặp gỡ trong công việc, trong đời sống hàng ngày. Đó là cách tốt nhất để bất cứ lúc nào mà Chúa gọi chúng ta về, và nhất là ngày sau hết, anh chị em và tôi có thể được nghe những lời đầy an ủi: con là kẻ được cha ta chúc phúc, con hãy đến thừa hưởng vương quốc mà cha ta đã dành cho con từ thuở đời đời. Amen.